Và các em yêu quý, hôm nay thầy Chính sẽ tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta bài tập về phần phương trình mũ. Các em sẽ mở sách giáo khoa trang 84 và cùng thầy nghe thầy hướng dẫn giải bài tập số 1 và bài tập số 2, giải các phương trình mũ bằng 3 phương pháp cơ bản mà chúng ta đã được học. Chúng ta đến với bài tập số 1, giải các phương trình chứa mũ sau đây. Chúng ta hãy mở sách giáo khoa trang 84. Câu A, bài 1. Câu A, 0,3 mũ 3x trừ 2 bằng 1. Các em lưu ý, giải phương trình này, đối với phương trình có một vế là mũ, các em có hai cách. Cách 1, em đổi vế phải về cùng một cơ số. Cách 2 là em có thể lấy loga, thì em hiểu theo cách nào cũng đều được. Ví dụ trong trường hợp này, chúng ta có thể hiểu rằng đổi 1 về cùng cơ số 0,3 thì chắc chắn chỉ có thể là 0,3 mũ 0, vì người ta quy ước là mọi thứ mũ 0 là quy ước là bằng 1. Hoặc cách thứ hai là các em có thể rút luôn 3x trừ 2 ra bằng loga cơ số 0,3 của gì? Của 1, thì cũng như nhau cả, đều là bằng 0, nên các em có thể hiểu cách nào cũng được. Chúng ta chỉ nên lấy loga khi biểu thức vế bên phải này chúng ta không đổi được về cùng cơ số thôi. Còn bình thường nếu như các em đổi được về cùng một cơ số, thầy thiết nghĩ rằng là các em có thể đổi như thế này là hợp lý. Vì bài lũy thừa ta đã được học đổi các cái mũ này rất là nhiều rồi. Vậy hai bên bằng nhau, ta cho 3x mũ nọ bằng mũ kia và ta giải ra ngay. X sẽ bằng chuyển vế 2/3. Thế là xong, kết thúc bài toán. Vậy đây là nghiệm của phương trình. Các em đã rõ chưa? Rõ. Ta đến với câu B. Câu B, 1/5 mũ x bằng 25. Chúng ta làm hoàn toàn tương tự mà thôi. Chúng ta sẽ đổi cái này là 1/5 mũ x. Có rất nhiều cách em có thể đổi về cùng cơ số 5 hoặc là cùng cơ số 1/25 cũng được. Thế thì nếu như các em đổi về cơ số 5 thì 1/5 là 5 mũ trừ 1. 5 mũ trừ 1 lại còn tất cả mũ x nữa, như vậy còn gọi là 5 mũ trừ x. 5 mũ trừ x, bên này 25 ta đổi được thành 5 mũ 2. Có nghĩa là trừ x bằng 2, ta rút ra ngay x bằng trừ 2 cũng được. Cách thứ hai là các bạn có thể rút ngay x ra cũng được. Các em có thể lấy luôn x ra, x bằng loga cơ số bao nhiêu? 1/5 của bao nhiêu? 25. Rồi các bạn bấm máy tính luôn cũng được, thì nó cũng sẽ ra âm 2 thôi. Cách nào cũng được nhá. Các bạn đã rõ chưa? Rút luôn ra theo đúng cái phương pháp giải hôm qua thầy đã cho ghi. Một bên mũ ta có thể lấy loga ngay. Nếu như số bên này là số đảm bảo là số dương rồi, hoặc là chúng ta có thể đổi về cùng một cơ số như thế này đều được. Câu C, 2 mũ x bình phương trừ 3x cộng 2 bằng 4. 4 thì quá dễ, chúng ta đổi về cơ số 2 là xong. Chúng ta sẽ có 2 mũ x bình phương trừ 3x cộng 2, 4 là 2 mũ 2. Dẫn đến hai bên này bằng nhau thì hai biểu thức mũ sẽ bằng nhau. Bằng 2, hai bên cùng có số 2 ta gạch bỏ luôn. May quá ta gạch bỏ 2 luôn. Vậy chỉ còn có x bình phương trừ đi 3x bằng 0. Chúng ta nhanh chóng đặt x là chung. Thì một nghiệm là x bằng 0, một nghiệm là x trừ 3 bằng 0, tức là x bằng 3. Vậy bài này có hai nghiệm, đó là 0 và 3. Tiếp tục ta đến với câu D. Câu D chúng ta cùng nhìn đề. 0,5 mũ x cộng 7 đứng cạnh với 0,5 mũ 1 trừ 2x và bằng 2. Các lưu ý, đây là nhân hai biểu thức
có cùng cơ số 0,5. Thì ta cộng các mũ lại, ta được 0,5 mũ. Các em nhìn thấy cộng mũ lại luôn này. Mũ x này mà cộng với trừ 2x, như vậy là x trừ đi 2x đúng không? Như vậy là bằng trừ x. X này, nghe kỹ chưa? X này, trừ 2x là còn trừ x. 7 cộng 1 là 8. Đối với cơ số 2. Mà các em lại biết rằng 0,5 thì lại chính là bằng 1 phần 2 mũ trừ x cộng 8. Lúc nãy thầy cộng mũ lại có hiểu không nhỉ? Cậu nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì a mũ m đứng cạnh a mũ n trở thành a mũ m cộng n đấy, theo đúng công thức đấy, không có gì đâu. Như vậy ra rồi đúng không? Bằng 2. Mà các em lại biết là 2 1 phần 2 là 2 mũ trừ 1, thế các em nhân trừ 1 lên đây, các em đảo hết dấu đi. Nó trở thành nó là x trừ 8 đấy. Đưa như thế này thì chúng ta trở thành bên này là 2 mũ 1. Thế quá dễ. Nên x trừ đi 8 bài này sẽ bằng với số 1. Hai bài này x bằng 1 cộng 8 là 9. Thế là xong nhé. Vậy đáp án của bài này là 9. Các em có rõ chưa nào? Rất là dễ đúng không nhỉ? Kết thúc bài tập là số 1 một cách thành công. Chúng ta cùng đến tiếp tới đối với bài số 2, giải các phương trình mũ tiếp theo. Bài số 2, giải các phương trình sau. A. Chúng ta có phương trình 3 mũ 2x trừ 1 cộng với 3 mũ 2x bằng 108. 3 mũ 2x trừ 1 cộng với 3 mũ 2x bằng 108. Nào, bây giờ chúng ta sẽ giải câu này như thế nào? Bây giờ bài này chúng ta thấy nó có cùng cơ số 3 ở phía bên trái rồi. Bây giờ các em tìm mọi cách em tách hết các cái mũ này ra cho thầy. Thì theo tính chất A mũ M trừ N bằng A mũ M trên A mũ N thì chúng ta có thể viết thành 3 mũ trừ 2x, 2x trừ 1 có nghĩa là bằng 3 mũ 2x nhân cạnh với 3 mũ trừ 1, hoặc em viết là chia cho 3 mũ 1 thì cũng như nhau cả. Thế thì em viết luôn là nhân với 3 mũ trừ 1 có nghĩa là 1 phần 3 luôn, tức là chia 3 luôn nhé. Cộng với 3 mũ 2x bằng 108. Ồ, đến đây may quá thì chúng ta thấy rằng là cái cùng chúng ta chỉ việc ngồi đếm 3 mũ 2x là chung thôi đúng không nhỉ? Thì chúng ta cộng lại thôi. Ở đây chúng ta có 1 phần 3, 3 mũ 2x và đây là cộng với 1 lần đúng không nhỉ? Các em có hiểu đây là gọi là 1 không? 1 lần 3 mũ 2x. Cộng lại ta có 1 cộng 1 phần 3 là 4 phần 3 nhân với 3 mũ 2x bằng 108. Rất bình thường thế thôi. Như vậy chỉ việc tách mũ ra giống nhau rồi thì mình gom lại. Và đến đây mình lấy 108, mình chia bỏ cho 4 phần 3 là mình xong thôi. 81, 3 mũ 2x bằng 81. Các em ạ, 81 thì lại chính là bằng 3 mũ 4. Các em rõ chưa? 81 là 3 mũ 4. Thế có nghĩa là 2x bằng 4. Chúng ta giải được ra ngay đó là x bằng 2. Kết thúc bài toán rất đơn giản vậy thôi. Mình rõ chưa nhỉ? Như vậy đối với những cái bài toán này thì chắc cố gắng biến đổi về những cái bác nào giống nhau rồi mình ngồi gom lại là mình xong thôi. Thường là tách hết mũ ra. Câu B. 2 mũ x cộng 1 cộng với 2 mũ x trừ 1 rồi cộng với 2x, 2 mũ x bằng 28. Câu này cũng tách ra bình thường. 2 mũ x cộng 1 cộng với 2 mũ x trừ 1 cộng với 2 mũ x bằng 28. Nào, câu này mình cũng tách ra bình thường giống như thầy đã hướng dẫn. Cái này tách ra thành 2 mũ x nhân 2 mũ 1 tức là bằng 2. Cái này là 2 mũ x nhân với 2 mũ trừ 1 nghĩa là 1 phần 2 cộng với 2 mũ x tiếp bằng 28. Đến đây dễ quá. Mình đặt 2 mũ x ở chung bên trong mình gom lại hết hộ thầy đi. Mình có 2 này cộng với, coi như ở đây là 1 đúng không? 2 cộng với 1 coi như là 3. 3 cộng 1 phần 2 thì là 3,5 đúng không nhỉ? Tức là 7 phần 2 đấy. Nó chính là 7 phần 2 tức là 3,5 nhân với 2 mũ x bằng 28. Các em sẽ chia đều hai vế này cho. Lấy 28 này
ta chia bỏ cho 7 phần 2. Thế được kết quả là bằng 8. 8 đúng không? May quá. 8 thì lại quá dễ. 8 thì nhẩm ra ngay x bằng mấy nhỉ? X bằng 3 luôn, vì 8 là 2 mũ 3. Kết thúc bài toán. Rất đơn giản. Ta đến với câu C. Chúng ta cùng để ý xem câu C có gì khó không nào. Câu C, 64 mũ x trừ đi 8 mũ x trừ 56 bằng 0. 64 mũ x trừ đi 8 mũ x trừ 56 bằng 0. Các em để ý, câu này chính là chúng ta thấy ngay 64 chính là 8, 64 mũ x chính là 8 mũ x tất cả bình phương. Cái này viết lại thành 8 mũ x tất cả mũ 2 cũng được. Có nghĩa là 8, 8, 64 mà 8 bình là 64 trừ đi 8 mũ x trừ 56. Bên này chúng ta có thể đặt ẩn phụ đúng không nhỉ? Hay nên ta đặt gì nhỉ? Đặt T là 8 mũ x theo đúng phương pháp thì T dương. Dẫn đến phương trình 2 chấm trở thành T bình trừ T đúng không? Cẩn thận nhé, nhiều bạn lại 8 T bình là sai, đây là T bình luôn đấy. Trừ đi T, trừ 56 bằng 0. Cái này ta lấy máy tính ta giải nhé, xem bằng bao nhiêu. 1, 5, 3. 1, âm 1, âm 56. 8, âm 7. 8, âm 7, âm 7 loại. 8 thỏa mãn. Dẫn đến 8 mũ x bằng 8, x bằng 1 đúng không nhỉ? Thì là ta xong, đóng khung vào. Đấy. Rồi. Tiếp tục. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Câu tiếp theo của chúng ta là câu D. 3 x 4 mũ x trừ 2 x 6 mũ x bằng 9 mũ x. 3 chấm một cái nhân 4 mũ x trừ đi 2 x 6 mũ x bằng 9 mũ x. Thầy đã có gợi ý cho các em cái dạng câu này rồi. Các em cẩn thận nhé, không phải là 3 x 4 mũ x thành 12 mũ x đâu nhé. Rồi lại 12 mũ x nữa là hết. Nhiều đứa bảo làm như thế là sai đấy nhé. Câu này rất đơn giản, chúng ta có thể thấy ngay là với cái biểu thức này ta thấy ngay là 9 là 3 bình, 4 là 2 bình, 6 là 2 x 3. Cái dạng này chính là phương trình đẳng cấp bậc 2. Được chưa? Thì chúng ta sẽ chia đều hai vế này cho cơ số lớn nhất hoặc nhỏ nhất là xong. Bài này thực ra em chia cho cái nào cũng được. Em có thể chia đều hai vế cho 9 mũ x cũng được. Vì 9 mũ x là số dương nên chia đều hai vế cho 9 mũ x. 9 thì là 4 mũ x đều được em nhé. 3 này là các cái hệ số các em để nguyên. Các em chia xuống các em được 4 phần 9 tất cả mũ x. Trừ đi 2 nhân với 6 phần 9 tất cả mũ x. Bài này bằng 1. Các em nên nhớ viết lại thì 4 phần 9 chính là 2 phần 3 mũ x tất cả bình phương được không? 2 phần 3 mũ x tất cả bình phương. Trừ đi 6 phần 9 các em rút gọn đi chia đều cho 3 thì nó cũng chính là bằng 2 phần 3 tất cả mũ x thôi. Trừ 1 bằng 0. Cái dạng này là dạng đặt T đây. Các em đặt T là, nó lại quay về đặt T là 2 phần 3 tất cả mũ x và T dương. Thì phương trình 2 chấm trở thành 3T bình trừ đi 2T trừ 1 bằng 0. Các em có hiểu được không? Rồi nhá. 3 trừ 2 còn 1, 1 trừ 1 là hết. Dạng này chính là A cộng B cộng C bằng 0 mà thôi. Nên theo VS, bài này có thể nhẩm được ra hai nghiệm mà không cần phải bấm máy tính cũng được. Các em đã rõ chưa? Không cần bấm máy tính cho câu này. 3 cộng âm 2 rồi cộng với âm 1 thì đúng là hết luôn. Như vậy T bằng 1 và T bằng C trên A là âm 1 phần 3. Cái này thỏa mãn, cái này loại vì không lấy T âm. Như thế có nghĩa là bài này T bằng 1 thì suy ra 2 phần 3 mũ x sẽ bằng với 1. Dẫn đến x bằng 0 em nhé. Tại vì chỉ có mũ 0 bằng 1, em đóng khung kết quả vào đi. X bằng 0 đấy, chính nó. Hiểu chưa nào? Rồi. Như vậy là chúng ta kết thúc cái bài tập số 2 ở trong sách giáo khoa. Tiếp tục thì
Thì chính sẽ giới thiệu cho chúng ta thêm một vài các cái câu nữa về phương trình mũ để cho chúng ta làm thêm. Thì chúng ta có thể coi như là bài tập số gì? Số 3. Nhưng mà bài tập này là chúng ta mở rộng, tức là cho thêm thôi. Thì các bạn sẽ giải cho thầy thêm một số cái phương trình thêm cho vui, gọi là bài tập áp dụng thêm này. Bài tập tương tự, tôi ghi bài tập tương tự thêm này. Giải thêm cho thầy một số cái phương trình sau. Giải thêm một số câu sau. A 1,5 mũ 5x trừ 7 bằng 2/3 mũ x cộng 1. Và câu B 7 mũ x trừ 1 bằng 2 mũ x. Rồi. Câu C E mũ 6x trừ 3 lần E mũ 3x cộng 2 bằng 0. Và E mũ 2x trừ 4 lần E mũ trừ 2x bằng 3. Đây là câu D. Rồi. Chúng ta có thể làm thêm một số cái câu này, gọi là áp dụng tương tự. Thì chúng ta cũng làm như vậy thôi. Thì ta sẽ có như sau. Nào. Đối với bài toán này thì chúng ta đưa về cùng cơ số, ta nhận ra 1,5 và 2 phần 3 là nghịch đảo của nhau. Như vậy, 1,5 chính là 3 phần 2 mũ 5x trừ 7. Còn 2 phần 3 ta đảo lại thành 3 phần 2, lấy nghịch đảo thì ta đổi dấu hết mũ. 2 phần 3 chính là 3 phần 2 mũ âm 1. Mũ âm 1 em nhân lên đây đổi dấu thành chữ x trừ 1. Dẫn đến 5x trừ 7 của em sẽ bằng với chữ x trừ 1. Tương đương với chuyển vế sang thành 6x. 6x trừ 7 chuyển sang bên này là thành 7. 7 trừ 1 là 6. Dẫn đến x bằng 1 đấy. Đóng khung vào. Thế là xong. Tiếp tục câu này. Câu này các em tách hết mũ ra cho thầy về hết mũ x. Em sẽ có là 7 mũ x nhân với 7 mũ trừ 1 chính là 1 phần 7. Theo dõi chưa? Bằng 2 mũ x. Sau đó em ghi là chia đều hay vế cho 2 mũ x xuống. Thì em sẽ có 7 phần 2 tất cả mũ x. Và bên này 1 phần 7 thì nhân 7 lên đây thì tức là 7. Các con có hiểu được không? Khi một bài toán hay vế mà nó có hai cơ số cùng chung một mũ, các em sẽ chia đều cho một cơ số nào đó tùy ý. Thì em sẽ thu được chẳng hạn chia 2 mũ x xuống lên là 7 phần 2 tất cả mũ x. Còn chỗ này có 1 phần 7 nhân chéo 7 lên. Như vậy là x bài này sẽ phải lấy loga. Loga cơ số 7 phần 2 của gì? Của 7. Các em đã rõ chưa? Lấy loga là một chuyện bình thường. Tiếp tục. Trong câu C ta nhận ra E6x chính là bình phương của E3x mà thôi. Ta ghi là E3x tất cả bình phương. Vì theo quy tắc hai lần đội mũ này là nhân mũ lại mà. Như vậy chúng ta có 3x nhân 2 là 6x. Trừ đi 3 lần E 3x cộng 2. Thì đến đây ta thấy ngay, nếu đặt đây là T thì đây là T bình. Nên bài này người ta đặt T là đúng rồi. Đặt T là E mũ 3x T dương. Thì phương trình 2 chấm trở thành T bình phương trừ đi bánh mì 3T cộng 2 bằng 0. Phương trình này lại nhẩm được nghiệm là do A cộng B cộng C bằng 0. Nên chắc chắn có các nghiệm là 1 và C trên A là 2. Giải cái này ta có đó là vậy thì E mũ 3X bằng 1 và E mũ 3X bằng 2. Như giải cái này em thu được đó là 3X sẽ phải bằng 0 vì E mũ 0 mới bằng 1. Mọi thứ đều phải mũ 0 thì mới bằng 1. Còn cái dưới thì 3X sẽ bằng loga cơ số E. Các em có nhớ loga cơ số E không? Loga cơ số E còn viết tắt là loga Lepe. Cơ số E là cơ số đặc biệt. Nên viết tắt là loga Lepe của 2. Và kết quả thu được x bằng 0. X bằng 1 phần 3 của loga Lepe 2. Không sao cả. Cái kết quả hoàn toàn có thể hiện ra ở dạng này là chuyện bình thường. 1 phần 3 loga Lepe của 2. À, câu này chúng ta làm tương tự. Các em có nhận ra rằng là E mũ 2X trừ đi 4 lần E mũ trừ 2X bằng 3. Hai cái này có mối liên hệ như thế nào? Theo phương pháp đổi mũ thì E mũ 2X chính là bằng 1, E mũ trừ 2X chính là 1 trên E mũ 2X đấy. Và trừ đi 3 bằng 0. Thế bài này người ta sẽ đặt T đi. Là E mũ 2X là hợp lý. T dương. Phương trình trở thành T trừ đi 4 trên T trừ 3 bằng 0 đúng không? Dẫn đến quy đồng bỏ mẫu T bình trừ 3T trừ 4 bằng 0. Cái này là A trừ B cộng C các em nhé. A trừ B cộng C bằng 0. 1 trừ trừ 3 là thành 4. 4 cộng âm 4 là hết. Một nghiệm T bằng âm 1.
Một nghiệm T bằng âm C trên A, có nghĩa là bằng 4. Cái này loại, cái này thỏa mãn. Với T bằng 4 thì ta suy ra ngay EA2X sẽ bằng 4. Chúng ta rút ra 2X sẽ bằng log cơ số E, có nghĩa là bằng len 4. 2X bằng 1 phần 2 len 4. 1 phần 2 len 4. Nhưng các em lại nhớ cho thầy có một cái rất là hay nữa. Len 4 thì là bằng len của hai bình. 4 thì chính là bằng hai bình, nên có cái bình phương ở đây người ta vứt xuống. 4 chính là hai bình mà. Thế thì hai bình người ta vứt xuống đây thì hóa ra mất 1 phần 2 là thành 1 luôn, chỉ còn con len 2 thôi. Với đáp án bài này đó là x bằng len 2. Log lib của 2. Thế nhắc lại nhá, 4 là hai bình, 2 hạ mũ xuống nhân với 1 phần 2 này là hết. Như vậy chỉ còn có bằng len 2 thôi. Xong nhá. Như vậy đấy là một số cái câu mà gọi là mình gì ấy nhỉ? Mình ứng dụng, mình làm thêm. Như vậy là mình kết thúc cái phần bài tập về phương trình mũ cơ bản ở đây. Được chưa? Rồi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có những bài tập về phần logarit, phương trình và các phương pháp giải về phương trình logarit.